Chào tất cả bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn mà cách trồng dâu tây tại nông trại Chimy. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Hôm nay ngày 14 tháng 9 năm 2021. Thì mùa dâu tây 2021-2022 đã bắt đầu. Đây là cây giống dâu tây ở Chimy, thì mình có thể cho các bạn xem. Đó. Đây là một cây giống điển hình của Chimy. Cây giống này thì đã được ươm được khoảng 1 tháng. Đó. Chiều cao thân khoảng 20, chiều cao cành lá khoảng khoảng 20 cm. Với bộ rễ khỏe. Đây. Rễ của nó đây. Đó, bộ rễ của cây này tương đối có thể trồng được rồi. Đây. Bộ rễ của cây đây. Rễ trắng, cành lá khỏe, cứng cáp. Cái giống dâu tây ở Chimy trồng nó là giống dâu tây Tochi Otome, hay còn người ta thông thường người ta hay gọi là giống dâu tây Hana đấy. Đó. Hôm nay là Mộc Châu ngày trời mưa. Này. Hôm nay mình thì đang cùng tiến hành cùng với lại 4 chị công nhân thì sẽ tiến hành trồng. Chia sẻ với các bạn một chút thì đó, đi quanh một vườn một chút. Với điều kiện thời tiết này bắt đầu mát rồi, thời mùa thu thì có thể tiến hành trồng dâu tây. Hôm nay trời lại còn mưa nữa. Cây dâu tây này nhà mình trồng thì nhà mình sẽ trồng trước, sau đó nó phủ ly lông sau. Có nhiều cách, ví dụ như là bạn có thể là phủ ly lông cái màng bọc nông nghiệp ấy, phủ trước để cho nó cỏ đỡ mọc, hoặc cách thứ hai là bạn trồng thẳng trước sau đó phủ ly lông sau. Hai cách này thì có mỗi cách có một cái ưu nhược điểm khác nhau. Với cách này trồng ấy thì mình sẽ cây sẽ hồi rất là nhanh, mình không phải che nắng, tại vì nếu mà thời tiết Mộc Châu mà trời mà nắng ấy, nắng bất thường ấy, thì bạn mới trồng cây thì cây nó bị cháy nắng do cái nhiệt độ ở cái màng phủ ly lông rất lớn. Tuy nhiên thì cách này trồng ấy thì nó lại có một nhược điểm, đó là cỏ dại phát triển. Đấy, cỏ dại phát triển khi mà bạn vừa trồng bạn tưới nước thì trồng cây dâu tây thì nó cũng sẽ cỏ dại cũng sẽ phát triển cùng. Đây trồng từ sáng giờ đây được từng đây. Mới đầu trồng đây là các cô chị mới nên là tốc độ còn hơi chậm. Ok. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Ok, mình đang để máy đây đã. Mình đang cố gắng lấy led đấy. Ok rồi. Đối với cái dâu tây ấy, các bạn làm luống. Đây các bạn làm luống, từ luống này sang luống này là 1m2. 1m2 từ rãnh luống lên rãnh luống. Chiều cao luống thì khoảng 30 phân. 30-40cm các bạn lên càng cao càng tốt. Cây dâu tây ấy, thì các bạn làm giống và chọn những giống nào mà nó có cái thời gian ghim bầu, ghim ngó nó khoảng 1 tháng. Thời gian ghim khoảng 1 tháng các bạn trồng. Thì cái cây dâu tây thì bạn sẽ trồng khoảng cách là cây cách cây là 35cm nha. Cây cách cây là 35cm. Cành trồng hàng năng xấu như thế này, trồng năng xấu. So le nhau. Khi bạn trồng ấy thì mặt đất này nó ngang bằng với lại cái thân cây, không che ngọn cây nhá. Các bạn chú ý cái phần ngó này, phần đây là phần mà cây nó sẽ cây mẹ nuôi cây con thì hướng vào bên trong. Hướng vào bên trong để sau quả này sẽ hướng ra bên ngoài. Đây ví dụ mình trồng cây này. Đấy, khi trồng thì các bạn dùng cả bàn tay này moi đất nha. Sau đó đặt nó vào bên trong hố và trồng. Cây này tương tự như vậy. Đây là cái phần ngó của nó thì các bạn hướng nó vào bên trong luống. Còn cái phần mà sau này quả ra ngoài, hướng ra bên ngoài nha.
Khoảng cách cong trồng là 35 cm. Đây. Ví dụ như một cây này, trong quá trình trồng thì các bạn lưu ý một chút là các bạn nên bỏ những cái lá già đi. Bỏ cái lá già này đi. Để cho cây nó bung ra. Cây nó bung ra. Nó phát triển. Và lá già này thì nó không tác dụng. Đằng nào thì các bạn sau này cũng phải tỉa đi thôi mà. Cây điển hình như thế nào. Mình trồng xuống. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ đi quan sát xem các chị và cô làm như nào nhé. Oh, trời đang mưa. Đó, trời đang mưa. Đây. Với những lá thừa, lá già này này, đấy, lá già rồi những ngó thừa thì mình bỏ nó đi nhé. Thì các bạn chỉ trồng cây chính thôi và những cái lá còn bánh tẻ. Khoảng cách trồng là 35 cm. Đó, cây đến cây 35 cm. Gang tay của mình là 40 cm. Hai gang là 4 cm thì cái cây này khoảng cách là 35. Đó. Được. Thì cái phần mà ngó này các bạn hướng ở bên trong luống nhá. Ngó là hướng bên trong luống để sau này quả phần quả nó sẽ chìa ra bên ngoài. Bên ngoài các bạn thu hoạch nó dễ hơn. Chăm sóc nó dễ, nó không bị. Trời mưa to rồi. Chắc là lần này là không mưa chơi đâu tại vì là đằng kia nó đang mưa trắng rồi. Mọi người có áo mưa thì mặc áo mưa thôi. Đằng kia đang mưa trắng trời. Ờ. À. Lần này là không mưa chơi như hôm qua đâu mà mưa thật rồi. Không mang áo mưa. Áo mưa để trong nhà kính. Lần này nó mưa thật nên không mưa chơi đâu. Nhưng mà thời đẹp, tiết đẹp. Mưa như vậy trồng cây là tốt rồi. Bây giờ áo mưa này, mọi người lấy áo mưa đi. Đây, chưa đang trồng cây thì trời mưa to. Hôm nay quá thích hợp để trồng cây dâu tây luôn. Đang làm thì lại đứt dây đàn nhỉ. Đó. Ok, mình sẽ tua nhanh quá trình cho các bạn xem nhé.